Nếu như bạn thường xuyên mất ngủ, lúc nào làm việc cũng thấy uể oải và mệt mỏi, thì có lẽ đây chính là thứ bạn cần. Thì ZMA Advanced với những cái thành phần đặc trưng giúp cho mọi người cải thiện được giấc ngủ, cũng giống như là giúp cho mình dễ dàng ngủ hơn, có giấc ngủ sâu hơn, và đặc biệt là bổ sung những cái khoáng chất giúp cho mọi người cải thiện được lượng testosterone, điều hòa hormone cho cơ thể, thì đó chính là những thứ mà bạn cần. Thì đầu tiên mình sẽ phân tích kỹ hơn về những cái thành phần bên trong của thằng ZMA Advanced này, xem nó có những gì và cụ thể chức năng của từng thành phần nó sẽ có những gì ha. Rồi, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có triple magnesium, nó sẽ là ba loại magnesium. Thì như mọi người biết rồi thì magnesium nó sẽ có rất là nhiều gốc múa khác nhau. Thì ở riêng thằng ZMA Advanced này thì nó sẽ bao gồm luôn ba gốc múa, đó là carbonate, citrate và lactase. Thì khi mà mình có cả ba loại magnesium này thì mình sẽ giúp dễ dàng hấp thu những loại magnesium hơn, và đặc biệt nó không có gây kích ứng bao tử và giúp cho mọi người không có bị khó tiêu đầy bụng khi sử dụng thằng này. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm thằng triple zinc đó. Thì đây là hai cái đặc điểm quan trọng của thằng ZMA Advanced này. Thì nó không chỉ có một loại khoáng chất mà một khoáng chất nó sẽ có gồm ba gốc múa luôn. Thì ở thằng zinc nó cũng có ba loại zinc, đó là picolinate, citrate và gluconate, thì cũng là ba cái thằng gốc múa của kẽm mà rất là dễ hấp thu, giúp mọi người dễ dàng hấp thu hơn. Và mình có thể sử dụng tối đa được cái thành phần kẽm mà khi mọi người sử dụng. Đây là hai thành phần rất quan trọng khi mà mình muốn có một cái giấc ngủ ngon. Thì mọi người cũng đã biết rồi, magnesium là một cái khoáng chất giúp cho mình có thể dễ dàng giờ ngủ hơn, giúp cho tinh thần mình thoải mái và relax hơn. Và đặc biệt là rất là quan trọng trong cái việc là cơ thể mình hoạt động bình thường, đặc biệt là với những bạn nào mà vận động mạnh á, mình tập luyện cường độ cao á, thì cơ bắp của mình nó sẽ cần cái lượng magnesium tương đối cao để giúp cho mọi người phát triển cơ bắp mình tốt. Và ngoài ra thì kẽm thì mọi người cũng biết rồi, một cái khoáng chất đặc trưng của đàn ông, nó giúp cho mọi người cải thiện được lượng testosterone, và ngoài ra nó còn giúp cho mọi người có được cái hệ miễn dịch tốt nè, và cũng giống như là răng tóc móng của mình nó sẽ tốt hơn. Rồi, thì đó là những cái thành phần về khoáng chất ha. Và bên cạnh đó thì thằng ZMA Advanced này nó sẽ có những cái thành phần đặc trưng luôn giúp cho mọi người giảm stress và ngủ sâu hơn. Thì cụ thể đó chính là thằng ashwagandha nè, B6 và metalunin. Thì thằng ashwagandha và B6 thì mọi người cũng đã biết rồi, là một cái thành phần siêu tốt giúp cho mọi người giảm stress và giảm căng thẳng, giúp cho mình dễ dàng ngủ ngon hơn và có giấc ngủ sâu hơn. Và melatonin thì cũng như mọi người cũng biết rồi, thằng melatonin nó là một cái chất giúp cho mọi người có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thì khi mà cơ thể mình có nhiều melatonin thì mình sẽ dễ dàng buồn ngủ hơn, và đặc biệt là sẽ ngủ sâu hơn, chất lượng giấc ngủ mình sẽ tốt hơn ha. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái thằng khá là đặc biệt giúp cho mọi người có thể cải thiện được lượng testosterone tự nhiên, đó là thằng diaspartic acid. Thì đây là một cái chất đặc biệt giúp cho mọi người có thể cải thiện được lượng testosterone tự nhiên, giúp cho mọi người tăng testosterone một cách tự nhiên. Thì nó sẽ thường sẽ kết hợp với là thằng kẽm đó. Thì như mọi người thấy, với những cái thành phần mà gần như là hoàn hảo để tạo nên một cái giấc ngủ ngon nè, giúp cho mọi người cải thiện được hệ thống nội tiết của mình, đặc biệt là nam giới, thì thằng ZMA Advanced này là một cái sự lựa chọn rất là tối ưu cho những cái bạn nào mà thường xuyên bị mất ngủ, hay là thường xuyên gặp căng thẳng khi mà mình làm việc quá nhiều hoặc là có quá nhiều stress trong công việc. Thì mình nên sử dụng thằng ZMA Advanced này, nó sẽ hỗ trợ cho mọi người ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn, và mình có một cái tinh thần làm việc thoải mái hơn. Thì một hũ như thế này nó sẽ là 60 viên, trong đó sẽ bao gồm là 30 serving, nghĩa là một serving mình sẽ sử dụng 2 viên. Thì thường mình sẽ sử dụng 2 viên vào trước khi đi ngủ khoảng chừng 30 cho tới 60 phút, thì nó sẽ giúp cho mọi người có cái giấc ngủ ngon hơn và mọi người có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Đó, thì đó là cái cách sử dụng về ZMA Advanced này. Thì nếu như mọi người có thắc mắc về sản phẩm này thì mình có thể comment phía bên dưới, đó sẽ trả lời cho mọi người. Và nếu như bạn nào đã từng sử dụng hàng ZMA Advanced này rồi thì mình có thể để lại comment phía bên dưới về cái trải nghiệm của bạn để cho người khác cùng biết nha.